Nghi vấn siêu tăng T-90M của Nga bị phá hủy ở Kharkiv Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đoàn xe quân sự của Nga đã bị tiêu diệt tại khu vực Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Trong số các phương tiện bị phá hủy, giới quan sát nhận ra các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M, Prozip và T-72B3 của quân đội Nga. Đây là lần thứ hai hình ảnh về một xe tăng T-90M của Nga bị phá hủy được đăng tải. Bên cạnh các xe tăng T-90M, và T-72B3. Đoạn video trên cho thấy quân đội Nga đã mất thêm xe chiến đấu bộ binh BMB-2, xe công binh IMR-2 và xe tải quân sự Kamaz Mustang được phát triển bởi phòng thiết kế chế tạo máy vận tải URO T-90M Prozip là phiên bản cải tuyến uy lực của dòng xe tăng T-90 chủ lực của quân đội Nga. Xe tăng này được trang bị pháo cỡ nòng 125mm, có thể bắn những loại đạn cực mạnh, và cả hỏa tiến có khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở cự ly tới 5 km. Hệ thống quan sát đa kênh mới cho phép xe tăng sử dụng vũ khí trang bị vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ngoài ra, khả năng trao đổi dữ liệu với các phương tiện chiến đấu khác trong thời gian thực là một trong những lợi thế chính của xe tăng T-90M ProZip.